nay mình sẽ quay cho các bạn đi ngã tư ông Tư nha. Đường ngã tư ông Tư ở đấy thì đường đi sẽ lên Sài Gòn được cả các bạn này. Hai bên đường rất là đẹp này. Bên này thì hóa. Ở đấy là họ gọi là gà ghèo ông Tư. Đèn xanh đèn đỏ nè. Đến họ cho người đứng vẩy như này.
bên này toàn là cây được á, áo chúng không à. Cái đường này thì cũng lên đi tắt được quá cái đường Bà Rịa lên Sài Gòn đó các bạn. Đấy, hai bên toàn là áo chúng ở đấy, cua kè ở đây bị nhiều đấy. Đó, áo chúng không à, toàn là cây được. Ở dưới này thì có mấy cái nhà hàng họ lánh đánh ở sống vậy đó. Đấy, đây là nhà hàng mà họ làm dưới sống này. Dưới biển đó, là dưới sống đó. Đấy là cái nhánh đá vừa biển đó. Cao các bạn.